hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung trong video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quá Lâm Chi Miu được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, được lộc bề trên, đổi vận phát tài, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, giàu có hơn người. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam nữ mạng. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, mệnh kim, kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hươu, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Tuổi Quý Mão đứng thứ tư trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão có sự phát triển được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Người sinh năm 1963 đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích cái mới, can đảm làm đúng luật, họ chăm chỉ hiền lành trong công việc, dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê. Họ là người gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, của cải có lại hết, tuổi trẻ nghèo khó, nhưng sống rất trung hậu, là người thành thạo, biết nhiều nghề. Tuy nhiên, Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng, họ có năng khiếu về các môn khoa học tính toán, cho nên họ rất phù hợp với những nghề thiên về công việc chính trị, xã hội. Quý Mão nam thì có tính cách mềm mỏng, hòa nhã, lịch sự, khéo léo, có tài được nhiều người tin tưởng. Gia đạo của Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình, họ không phải là người thiếu tiền, tuổi Quý Mão có khả năng kiếm tiền, họ biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình. Mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, Quý Mão sẽ không chảnh mảng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Người cầm tinh Quý Mão thường là người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, cho nên bạn có xu hướng sống ổn định, khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền, các vấn đề về việc vay tiền cho nên được xử lý đúng đắn, để tránh tranh chấp sau này và mất đi người bạn quý giá của bạn. Năm 2023, người cầm tinh con mèo do phải đương đầu với hạn 5 tuổi và cục diện trực thái tuế 2023, cho nên vận khí nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, chẳng lúc nào có được cảm giác thành thơi đúng nghĩa. Thế nhưng tử vi 3 tháng cuối năm của tuổi Mão nói riêng lại được suôn sẻ và thuận lợi hơn một chút nhờ có thiên quang trợ lực. Chính vì thế công việc dù tăng về khối lượng và áp lực nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bạn đang tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn, thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ. Về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư, nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh, có điều vào những thời điểm vận khí xuống dốc, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cầu. Tuổi Quý Mão dễ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ, hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy dù vận khí đang trên đà ổn định và mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, nhưng quý mệnh đừng vì thế mà chủ quan khinh suất nhé, hoặc kiêu căng ngạo mạn. Sau đây là chi tiết các phương diện cuộc sống 3 tháng cuối năm 2023 là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, như sau. Về mặt sự nghiệp,
Xem luận giải tử vi tuổi Quý Mão 3 tháng cuối năm 2023 thấy rõ, bạn không còn bị thái tuế che mờ, tuổi Quý Mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng, chính vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, quý mệnh cũng phải vất vả tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Và sau tất cả, thiên quan mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, lúc này bạn hãy chủ động nắm bắt. Trong thời gian này, thiên tài đại diện cho thành quả trong công việc, thiên quan đại diện cho chức phó, cơ quan hành pháp. Thần này tương trợ rất có lợi cho những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, hành pháp, mức độ thăng tiến rất cao. Có điều, để tạo ra bước tiến mang tính đột phá, thì quý mệnh phải chấp nhận đánh đổi, tổn hao không ít công sức và tiền bạc cho các mối quan hệ ngoại giao. Về mặt tài lộc, 3 tháng cuối năm 2023 này, hầu như nguồn thu nhập chính của quý mệnh không có biến động mạnh, do ảnh hưởng khách quan của thời vận nói chung, do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ, lợi cho chính tài, tức nguồn thu nhập chính, có quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương cuối tháng hoặc nhận được khoản trợ cấp nào đó. Người làm đầu tư thì kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tuy nhiên nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi công sức hơn, đòi hỏi quý mệnh cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Cuối năm có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỉ cho con cái, học hành, đi du học, du lịch, chuẩn bị đón Tết v.v. Điều này vô tình khiến tiền bạc chia sụt, có lúc không tài chính nhiều bất ổn, cho nên rất cần có khoảng tích lũy từ trước, nếu không có thì đôi khi cũng bế tắc. Quý Mão thời gian này được quý nhân giúp sức, kinh doanh các ngành về ẩm thực, ăn uống, nước giải khát tăng mạnh về doanh thu, có điều cần làm ăn chân chính, kẻo tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Về mặt tình cảm, gia đạo. Luận giải tử vi cho hay, với những ai cô đơn lẻ bóng, thì 3 tháng cuối năm này sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến, đòi hỏi quý mệnh phải chủ động tìm kiếm. Chỉ khi đứng dậy và đi, bạn mới có thể tìm thấy chân ái cuộc đời. Tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Khi trong nhà có chuyện vui hiếu hỉ, thì vợ chồng nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả tinh thần và tài chính để mọi chuyện được may mắn và thành công tốt đẹp. Về mặt sức khỏe, xem luận giải tử vi tuổi Quý Mão 1963 trong 3 tháng là tháng 10, 11 và 12 âm lịch cho thấy thời gian cuối năm này không xung khắc mạnh với thái tuế, chính vì thế quý mệnh có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, quý mệnh có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật, cho nên sức khỏe trong tầm kiểm soát, có chăng cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu qua loa. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cầu hung tinh rình rập, cho nên nếu quý mệnh lơ là, mất cảnh giác thì có thể bị té ngã hoặc va quẹt xe cộ, thận trọng vấn đề đi lại để tránh được họa này. Năm có điểm báo đau thương hung tinh chiếu, chính vì thế, quý mệnh cũng đừng vì thế mà quá đau buồn, kẻo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nhé. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Quý Mão 1963 ở đầy đủ các phương diện cuộc sống cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho quý mệnh. Đầu tiên là tử vi tuổi Quý Mão tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng 10 tuổi Quý Mão âm lịch có thể ban đầu bạn bước vào bất cứ việc gì thì bạn cũng rất thơ ngây, nghĩ rằng ai cũng tốt bụng hiền lành. Thế nhưng những va vấp trong quá trình làm việc khiến bạn tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối mà bản thân đang phải đối mặt. Tháng mới Quý Mão khó tập trung vì có nhiều vướng bận hay để cảm xúc gây ảnh hưởng, bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Bạn là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các đầu việc cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn nên dành sự nhiệt huyết và năng lượng của mình để tập trung hoàn thành một công việc cụ thể nhé, trước khi chuyển sang đầu việc khác, để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Quý Mão cần lưu ý rằng, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể sẽ trở thành vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo đó. Đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống, bạn quyết định nhanh chóng vội vàng mà không suy xét cẩn thận. Tính cách này khiến bạn đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc là tiết lộ bí mật cho người khác. Chính vì thế, bạn nên luyện tập sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói nhé. Về tử vi tài lộc cho biết, tuổi Quý Mão kiên trì với kế hoạch của mình, cho nên cũng có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn là ăn may,
thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản. Hơn thế, những ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh, vân vân là những khoản khó tránh, cho nên chúng cũng khiến bạn tốn một khoản kha khá. Không những thế, có đôi khi chỉ do buồn mà tuổi Mão lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp nhất nhé. Mà thay vào đó bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ, tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường. Nhìn chung chưa vội chi quá nhiều tiền ngay lúc này nhé. Ngũ hành xung khắc khiến tuổi Quý Mão và một nửa của mình dễ xảy ra tranh cãi về một vấn đề nào đó chỉ vì hiểu nhầm ý nhau. Thế nhưng nếu đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng sẽ nguôi nhanh thôi. Trên thực tế là thời gian này bản mệnh khá nóng nảy nên chỉ có người ấy nhường mới mong êm chuyện. Tháng này có cửu tử bay về phương Tây Nam, quý mệnh vì thế có thể sẽ phải đau đầu về những vấn đề liên quan đến con cái trong nhà. Sự nóng nảy của con giáp tuổi Quý Mão có thể bị ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe của bạn. Sau thời gian chịu nhiều áp lực cuộc sống, quý mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Bạn có thể tìm tới bộ môn yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình, cả hai khía cạnh thân và tâm nhé. Tháng 10 âm lịch này, bạn cũng cần lưu ý dưỡng đến tỳ vị, nhưng cũng hạn chế việc sử dụng nhiều đồ bổ béo quá, gây rối loạn tiêu hóa. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là màu xanh lá và vàng, con số may mắn là số 98 và số 99. Tiếp theo là tử vi tuổi Quý Mão, tháng 11 âm lịch 2023. Trong tháng 11 âm lịch tuổi Quý Mão, được dự đoán trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng, mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn là nhờ vào chính sự nỗ lực của quý mệnh đó. Song tương hại cục xuất hiện, khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở, quý mệnh trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức, quý mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình. Tử vi tháng 11 tuổi Quý Mão âm lịch, về phương diện sự nghiệp tháng này, sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón bạn, nhưng trong đó cũng ẩn tàn những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Quan trọng là quý mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không thôi, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Tháng 11 âm lịch này vấp phải cục diện thương hại thái tuế, chính vì thế quý mệnh khó phát huy năng lực vốn có của mình khi gặp những cản trở trong quá trình làm việc. Bạn tưởng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới phát hiện không đơn giản như vậy. Có nhiều thời điểm, Quý Mão trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Lúc này bạn phải thường xuyên dè chừng những ánh mắt dòm ngó và soi mói từ đối thủ. Tâm lý khá căng thẳng, rất may là tháng này còn có sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Nguyệt Mã, Thiên Ấn, đặc biệt là sao Thái Dương, sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lại thế chủ động và sau những bỡ ngỡ ban đầu, bạn lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc quý mệnh tự tay xoay chuyển vận mệnh trong tháng, chỉ cần quý mệnh giữ bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp và đón đầu thành công. Dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian này để học hỏi nhiều điều để dần cải thiện chất lượng công việc của mình bạn nhé. Với sự xuất hiện của các tinh Thái Dương còn cho thấy nam mệnh trong 3 tháng âm này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến đó. Quý nhân của quý mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi, chính vì thế bạn hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ gặp quý nhân. Nhìn chung, vận trình tháng này trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn là nhờ vào chính sự nỗ lực của quý mệnh. Tài lộc của tuổi Quý Mão trong tháng 11 âm lịch được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này, nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung vào tích lũy cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tháng này, thu nhập của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, thứ tài không có nhiều, do đó bạn nên tập trung làm việc. Nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh như hiện tại, những nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Tương hại án ngữ, họa phá tài cũng dễ dàng xảy đến, hoặc nếu không cũng vấp phải chiêu trò cạnh tranh bẩn, hãm hại từ đối thủ. Cho dù có sao Thái Dương giúp làm giảm bớt sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ.
Lúc này bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh, tốt nhất trong thời điểm này, đừng vội khởi sự, chờ lúc các khí vượng hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra, Quý Mão cũng được khuyên nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của, kẻo phát sinh tranh chấp lừa lọc, tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân, đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay, đừng vì tình cảm mà cả nể, cuối cùng không chỉ mất tiền mà mất cả tình. Tháng 11 âm này, tuổi Quý Mão được cả hai cát tinh là Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, Thái Dương còn cho thấy, nam mệnh được dự đoán sẽ có đào hoa nhìn hơn nữ mệnh, và bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới với những đặc điểm nổi bật cả về ngoại hình và tính cách của mình. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, quý mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều, và lưu ý, không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ nhé, hay là vội vã quá mức. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, bởi tháng này bạn có thể sẽ có nhiều mối liên hệ, xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có nhé. Về sức khỏe, tháng này tuổi Quý Mão chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng dễ khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì bạn nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng hoặc dùng thêm thuốc bổ, nhưng cũng chớ nên lạm dụng và cần có tư vấn y tế của bác sĩ. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ, màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu xám, con số may mắn là số 86 và số 57. Cuối cùng là tử vi tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch. Tháng 12 năm 2023 này, tuổi Quý Mão âm lịch, vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng, gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh. Tháng mới báo hiệu Quý Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Chính vì thế, quý mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Người làm kinh doanh, đầu tư xây dựng, có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp hết, nhưng nên nhớ làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính, khi ra Tết đừng vội tiến hành một cách mù quáng, kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Khi có thêm sự hậu thuẫn của sao tả phù, nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, lúc này bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để bạn được gặp gỡ người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của Quý Mão trong tháng này, vận khí lên cao giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa tốt đẹp. Ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh, đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những cát tinh kể trên, tháng này còn có sự xuất hiện của Thiên Cầu hung tinh, nhắc nhở quý mệnh làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận kẻo sai một ly đi một dặm, cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng dựa hơi vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của quý mệnh, lúc này chớ nên chủ quan. Nhìn chung trong tháng chạp, quý mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Không chỉ công việc, tài lộc của tuổi Quý Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh, cho nên khởi sắc rực rỡ. Là điều đương nhiên, đây là tháng cận Tết thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của quý mệnh vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương thì bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn, cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao. Tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ, chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy, bạn không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng hốt bạc, ở thời điểm Tết đã đến rất gần nhé. Thị trường lúc này đang rất sôi động, chính vì thế quý mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết, hàng hóa lưu thông tốt,
nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, thì câu chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão trong tháng Chạp có thể coi là hài hòa ổn định. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm, những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau hơn. Đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng, trong ấm ngoài êm, tuy đôi lúc vẫn có cãi vã xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình ở thời điểm năm hết Tết đến. Người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Còn nếu vẫn bị động như cũ và có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Với những ai đã từng có vết thương lòng trong quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ tất cả, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới, có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng công việc tất bật dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi, cho nên bạn thường xuyên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Bạn nên lưu ý vấn đề này để có đủ sức khỏe còn đón Tết an vui nhé. Bên cạnh đó, Quý Mão cũng cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc là những va quẹt bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư, dù vậy bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp thì nên chú ý trong khâu chọn người nhé. Đừng quên hung tinh thiên cầu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào, mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu xanh da trời và màu trắng, con số may mắn là số 64 và số 73. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Những lúc khó khăn, thử thách thì nó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lấy ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho vụ mùa may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt, sẽ có lúc người chúng ta trân quý, quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao, thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì ơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm, tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được. Ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say, nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hứng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm. Không ngại ngần, chẳng nghĩ suy, không âu lo, không hối hận, sống và cháy nhiệt huyết và máu lửa hết mình cho những điều mà bạn mong muốn. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang đau khổ, đang chán nản mỏi mệt, hay đang kiên cường bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm, quý vị Bính Ngọ nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.